Xưởng đồng gỗ hôm nay giới thiệu với các bác bức long quy vờn ngọc chất liệu gỗ hương ta các bác nha. Bức này có kích thước cao 25, ngang 50 và sâu 32, hàng gỗ hương ta rất là đặc gỗ các bác nhé. Đục tỉa thì rất là sắc nét luôn các bác nha. Long quy thì đục từng chi tiết một các bác nhé. Dâu rồng được đục tỉa rất là kỹ và tỉ mỉ các bác nha. Quả cầu vân rất là đẹp, gắn ba chữ phúc lộc thọ các bác nhé. Long quy thì đang nằm trên đồng tiền, giữ tiền tài, chiêu lộc cho gia chủ các bác nha. Long quy là một trong bốn linh vật rất là may mắn và rất là nhiều bác ưa chuộng để trưng bày trong cửa hàng, văn phòng hay là nhà ở các bác nhé. Các bác thấy rõ vân chưa? Vân rất là đẹp. Mời các bác ngắm kỹ tác phẩm này hơn nha. Tác phẩm long quy vờn ngọc, chất liệu gỗ hương ta và một phôi gỗ rất là đặc vân siêu đẹp các bác nhé. Cao 25, ngang 50 và sâu 32, có giá bán là 3.800.000 và chưa bao gồm phí ship các bác nha. Bác nào ưng tác phẩm này thì có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội để tham quan gian hàng đồ gỗ bên em và để ngắm các tác phẩm mỹ nghệ khác các bác nhé. Hoặc các bác có thể nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tuấn Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em các bác nhé. Sau đây sẽ là một vài hình ảnh em đã chụp tứ diện tác phẩm này, mời các bác ngắm qua. Cảm ơn các bác rất nhiều.